đến với video tiếp theo. Hương sắc Đô Sinh giới thiệu với các bạn cây cảnh trưng bày tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Với video này, Đỗ Sinh sẽ truyền tải hình ảnh của những tác phẩm mà có thân quái đến với chúng ta. Với tác phẩm đầu tiên tôi giới thiệu từ một tác phẩm Duối. Chủ nhân của tác phẩm là Cao Văn Yên, xã Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tiếp theo chúng ta cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm Xanh Đá. Xanh Đá của Bùi Quốc Việt. Đây là hình bóng phía ngược lại của tác phẩm Xanh Đá. Chào anh nhé. Có phải mình vừa nói chuyện anh nhỉ? Vâng. À vâng vâng. Anh Lý à? Ừ. Thế thì vậy thì không phải là chính tôi chưa gọi điện cho anh lần nào đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Chỉ có một anh ấy gọi điện cho tôi, anh cho số của anh Lý nhưng tôi chưa kịp gọi. Vâng. À tôi đến đây được khoảng nửa tiếng rồi anh ạ. Vâng. Thì mình sẽ đăng tải một số những cái video ở đây lên với công chúng, mặc dù hơi hơi muộn bởi vì hôm các anh khai mạc thì tôi đang ở trong Thanh Hóa. Biết rồi. Vâng. Anh chưa đi Thanh Hóa, anh chuẩn bị đi thôi. À hôm đấy là khi anh sinh Dương sinh đợt Dương sinh. Cuối cùng anh ấy gọi thì tôi đang ngồi trên xe rồi. Rồi bạn thì tôi sẽ không kịp sang với các anh. Nhưng mà cũng rất may là tôi vừa về hôm qua thì hôm nay tôi sang đây thì ta vẫn còn những cái hình ảnh như này. Đấy, cũng không sao anh ạ. Mình vẫn được làm những cái việc mà mình yêu thích nhá. Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi. Anh làm đi. Tôi làm đi, xong rồi tối buổi chiều anh em mình gặp nhau. Tôi đang làm video thì anh Lý là trưởng ban tổ chức của buổi trưng bày. Người lãnh đạo của Hội Sinh vật cảnh xã Tam Phúc. Và đây là tác phẩm Ngọc Bút. Ngọc Bút của Nguyễn Việt Khôi, một tác phẩm Ngọc Bút dáng thác đồ, cũng là những tác phẩm đã thể hiện là chúng ta vẫn gọi là thân quái, có những đường truyền
rất là ấn tượng. À, tiếp theo chúng ta thưởng thức một tác phẩm xanh. À thế à? Rồi, về nhà. Về nhà anh vào YouTube anh chỉ cần đánh chữ Đỗ Sinh thôi được. Rồi, ở trong TV thì nó có cái nổi cái logo của tôi là Hương Sắc Đỗ Sinh. Rồi. Thì anh vào đó anh xem nhé. Vâng, chỉ cần đánh chữ Đỗ Sinh thôi. Vâng. Thì anh cứ tối về chương trình xem hẳn TV nhá. Vâng, xem TV nó rộng hình ảnh. Nó thích hơn. Còn xem điện thoại nó đau mắt lắm. Điện thoại nó tức mắt nó nhỏ. À, đến đây chúng ta gặp một tác phẩm Sam Hương. Sam Hương của câu lạc bộ bonsai Việt Trì. Đây là tác phẩm đề của anh Toàn, câu lạc bộ Trung Du. Đây là chủ nhân của tác phẩm Sam là anh Lê Huy Cường, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Là những cái tác phẩm bonsai mini có những cái hình bóng thân rất quái như thế này. Chúng ta lại cùng thưởng thức một tác phẩm xanh. Đó là tác phẩm xanh của Trần Đăng Tuyên. Và anh Trần Đăng Tuyên cũng có một tác phẩm mà có những cái đường đi của thân cũng rất là kỳ quái như thế này.
chúng ta cùng nhau thưởng thức tác phẩm Si. Hương sắc đỗ sinh giới thiệu tiếp với các bạn những cây thân quái trưng bày tại cây cảnh nghệ thuật xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tác phẩm Linh Sam. Đó là của anh Nguyễn Ngọc Thu. Một tác phẩm Linh Sam dáng huyền, thân bệ đã lũa gần như 80%, chỉ còn có mảnh đời còn lại 20%, một cái góc rất nhỏ ở vị trí này. Chúng ta hạ thấp ống kính để chiêm ngưỡng cái phía gầm, còn một vệt rất nhỏ là cái đường truyền của vỏ cây đưa dinh dưỡng lên để nuôi. Đấy, còn toàn bộ phần lũa mà qua đây chúng ta đã cảm nhận được đó là phần lũa thịt của cây chứ không phải chắp vá, rất là tuyệt vời đó. Một gốc, một bệ linh sam cổ rất lớn, trải qua bao năm tháng đã bị lũa, chỉ còn lại một vệt như thế này. Thật là tuyệt vời. Và đến đây phóng sự Hương sắc đỗ sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm Mai Chiếu Thủy mà có một cái bóng dáng rất đặc biệt, không như những tác phẩm Mai Chiếu Thủy khác. Chủ nhân trồng những cây 10 giờ vàng, nó hơi che khuất mất một phần những cái nét đẹp, những cái đường cung lượn của thân cây. Chúng ta nhìn thấy thân cây Mai Chiếu Thủy chuyển mình lắc thể rất nhiều những cái hướng. Đẹp như thế này. Đấy, nếu mà không có những cái cỏ trang trí này thì nó sẽ nổi cái góc này hơn. Những cái nét nghệ thuật sẽ được nổi bật hơn. Vì bị che lấp. Đúng là một tác phẩm Mai Chiếu Thủy thân quái rất là hấp dẫn như thế này.
và chúng ta xem đây là tác phẩm chủ nhân là ai. Mai Chiếu Thủy của Nguyễn Ngọc Thu. Vâng, chia tay với tác phẩm Mai Chiếu Thủy, chúng ta đến với một tác phẩm cuối cùng, đó là cây hoa giấy. Ở vị trí này, tác phẩm hoa giấy tím. Đây là tác phẩm cuối cùng trong cái cuốn video những cây thần quái có mặt tại xã Tam Phúc, trưng bày mở rộng lần thứ nhất. Ôi cái thẻ này thẻ cũ mờ hết rồi, chỉ viết được chữ Hùng, chả biết Hùng. Thôi, chúng ta cũng không thể chia sẻ được cái số điện thoại cũng như là tên của chủ nhân. Và đến đây Đỗ Sinh xin dừng video này để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo.